7 chữ vàng, nghe để lỡ có mất cũng không mất tất cả. Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với video trên kênh Sách Nói Minh Triết. Quý vị thân mến, sống ở đời, thắng thua là chuyện thường tình. Thế nhưng, dù có thua như thế nào đi chăng nữa, thì xin hãy nhớ, đừng để tôi một lần sạch bách. Thay vào đó, hãy cố gắng giữ lại chút vốn liếng cho mình một con đường có thể tiến, có thể lùi. Bởi cuộc sống cũng như là một tấm gương phản chiếu, chúng ta dùng tâm thái nào để nhìn đời thì đời cũng trả lại cho chúng ta y như vậy. Cuộc sống phức tạp hay gian đơn, dòng đời có dịu ngọt hay cay đắng, tất cả đều phụ thuộc ở chính mình. Muốn thay đổi thế giới thì trước tiên hãy thay đổi bản thân. Ở đời, sống thông minh vốn không khó. Cái khó là làm một người thiện lương, bởi thiện lương là sự lựa chọn, còn thông minh là thiên bẩm. Làm người thì chỉ cần sống thiện lương, trời cao ắt có an bài tốt đẹp nhất. Như Nguyễn Du đã từng viết trong truyện Kiều, ngẫm hay muôn sự tại trời. Trời kia đã mất, làm người có thân, bất phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Dưới đây là 7 chữ vàng ai cũng nên nhớ kỹ để làm vốn liếng cho cả đời mà ai trong số chúng ta cũng nên biết và gìn giữ. Hãy cùng Sách Nói Minh Triết lắng nghe và suy ngẫm, quý vị nhé. Chữ vàng thứ nhất, chữ ẩn. Trong thực tế cuộc sống, một người lúc nào cũng thể hiện ra sự nhanh nhạy, thông minh vượt trội thì luôn khó được người khác tiếp nhận, thậm chí đôi lúc còn đánh mất đi sự tín nhiệm của mình đối với những người xung quanh. Bởi sống ở đời, chẳng ai muốn chơi hay thân thiết với một kẻ suốt ngày chỉ khoe mẽ về mọi thứ cả. Vậy nên, khi gặp trở ngại khó khăn, những người hay khoe khoang về bản thân chắc chắn sẽ thiếu đi sự chỉ bảo của người khác, có lúc còn bị ganh ghét hoặc đố kỵ. Vậy nên, xưa nay, người có thực tại thì không khoe bản lĩnh, luôn biết ẩn tàng đúng thời điểm. Họ thường che giấu năng lực của bản thân, chỉ thực sự bộc lộ bản lĩnh trong thời khắc quyết định. Có nhà thơ tên Đường Phong từng nói một câu ngẫm nghĩ kỹ ra thì rất có đạo lý. Cao nhân không lộ tướng, hiền đức chẳng khoe mình. Người càng có tài thì càng che giấu thân phận, bậc đại đức lại càng chẳng bao giờ hợm hĩnh, cậy tài khoe mẽ bản thân. Ngày xưa, có một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới lên 7. Lâm vào cảnh không nơi nương tựa, cậu phải lang bạt khắp nơi đi xin ăn, xin uống sống qua ngày, chịu cảnh bữa đói bữa no. Rồi khi mặt trời bắt đầu lặn, cậu lại vất vả khổ sở tìm một chốn để ngủ qua ngày. Có những lúc không tìm được một nơi sạch sẽ, cậu phải ngủ dưới gốc cây. Cuộc sống túng thiếu và cô đơn của cậu cứ thế trôi qua cho đến một ngày nọ. Đêm hôm ấy, trời mưa bão rất to, cậu bé may mắn tìm được một ngôi chùa lớn để trú thân. Cậu mạnh dạn bước vào trong thì bắt gặp sư trụ trì đang đứng ở cửa lớn. Lúc đó, cậu trông rất bẩn thỉu, làn da đen sạm vì sương gió, tóc mọc dài lòa xòa che khuất cả khuôn mặt. Nhưng sư trụ trì vẫn tiến lại gần, nở nụ cười hiền từ và hỏi cậu bé. Cậu bé mở to đôi mắt trong veo nhìn sư trụ trì rồi xúc động chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Thấy hoàn cảnh cơ cực của cậu bé, sư trụ trì động lòng thương và nhận nuôi cậu. Cậu bé cảm thấy rất vui, vì sau bao nhiêu năm lang thang không nơi tá túc, cậu đã tìm được một nơi trú ngụ cho mình. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ rồi cạo trọc đầu, gương mặt cậu lộ vẻ thanh tú với đôi mắt thông minh sáng ngời. Cậu không còn là một cậu bé lang bạt bẩn thỉu nữa, cậu đã được trao một cuộc sống mới, cuộc sống của một tiểu hòa thượng. Ngày ngày, tiểu hòa thượng chăm chỉ làm các công việc trong chùa như gánh nước, thổi cơm, quét lá sân và lau dọn thiền điện. Sư chủ trì thấy cậu bé ngoan ngoãn lại tạo việc rất nhanh nên hết mực hài lòng. Không lâu sau, sư chủ trì dạy cậu biết đọc biết viết, rồi cho cậu xem các cuốn kinh Phật. Vì sáng già lại siêng năng, tiểu hòa thượng nhanh chóng lĩnh hội được rất nhiều điều mới. Khi ngồi thiền, cậu có thể xếp bằng và đả tọa trong một khoảng thời gian khá lâu. Cậu rất hay chia sẻ những điều ngộ được trong kinh Phật với các vị hòa thượng khác. Các vị sư này đều tấm tắc khen ngợi cậu bé rất thông minh và hiểu chuyện. Cứ thế, tiểu hòa thượng hình thành một thói quen xấu. Mỗi khi đọc được gì mới trong kinh văn, cậu lại viết những dòng mình tâm đắc ở khắp nơi, viết hết lên tường. Cậu lại vào trong vườn viết tiếp. Rồi khi nào tiểu hòa thượng minh bạch điều gì đó, cậu lại khoe khoang và khoa trương với những vị hòa thượng khác. Cậu thiếu nhẫn nại khi các vị sư chỉ bảo. Cậu luôn đánh giá người khác qua những điều cậu trông thấy và thích mọi người đồng ý với mình. Vì sư trụ trì thấy vậy, bèn suy nghĩ một lúc, sau đó nhà giới quyết định dạy cho tiểu hòa thượng một bài học để cậu thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Một ngày,
sư trụ trì đưa cho tiểu hòa thượng một chậu hoa anh thảo đêm và dặn dò, con hãy nhớ quan sát những bông hoa này vào buổi đêm khi con làm việc. Sáng hôm sau, tiểu hòa thượng mừng rỡ tay cầm lọ hoa chạy đến chỗ sư phụ của mình. Cậu sung sướng kể, bình hoa mà sư phụ cho con thật là tuyệt vời. Đêm qua, con đã thức một lúc lâu để quan sát những bông hoa ấy. Các búp hoa hé mở khi trăng lên và tỏa hương thơm dịu dịu. Sớm mai, khi con tỉnh giấc thì những cánh hoa ấy đã khép lại rồi. Vị thiền sư trầm tĩnh hỏi, hẳn là con rất thích. Trong vậy khi bông hoa ấy nở, bông hoa có đánh thức con không? Tiểu hòa thượng nhanh nhẹn trả lời, không, thưa sư phụ, bông hoa rất yên lặng khi nó nở và khi khép cánh lại. Vậy sao ta cứ nghĩ là bông hoa sẽ phải rất ồn ào khi nở để khoe với con vẻ đẹp của chúng chứ? Vị thiền sư vẫn nhẹ nhàng nói. Tiểu hòa thượng bỗng im lặng trong giây lát trước khi trả lời một cách rụt rè. Con hiểu rồi, sư phụ. Con hứa sẽ sửa lỗi sai của mình. Vị sư trụ trì im lặng, nở một nụ cười khoan dung. Tiểu hòa thượng đã học được một bài học sâu sắc về đức khiêm tốn. Những bông hoa anh thảo không khoe sắc một cách phô trương và náo nhiệt. Chúng lặng lẽ nở tỏa hương làm đẹp cho đời. Ấy vậy mà người ta vẫn luôn ca ngợi vẻ đẹp của chúng. Làm người nên trọng đức khiêm tốn, biết dung nhẫn người khác. Dù thông minh hiểu chuyện đến đâu vẫn luôn đặt mình ở dưới mọi người. Có vậy mới được người khác kính trọng và yêu mến thực sự. Tâm càng tĩnh, trí càng thông. Không nên chỉ vì một phút giây hoan hỉ mà đắng hưởng tới người khác và tới chính mình. Đức hạnh, tài trí của một người luôn có trời đất chứng giám. Có thực chất, thực tài thì kết quả luôn là hương thơm, trái ngọt. Chẳng cần phải ngạo nghễ tuyên bố với thế gian ta đây giỏi giang mới là chí lý. Một người nếu có thể từ bỏ được thái độ ngã mạn, từ bỏ được dục vọng muốn lấn át kẻ khác, thì mới làm được việc lớn, mới là thiện chân chính. Núi này cao còn có núi khác cao hơn tĩnh lặng. Khiêm nhường là một cảnh giới cao thâm để đưa đến thành công. Lấy lòng bao dung, nhẫn nhường để đối đãi với hết thảy, buông bỏ cái tôi và cái tâm phán xét, ắt sẽ thuận lòng người và vạn sự như ý. Chữ vàng thứ hai, chữ phòng. Cuộc sống này vốn dĩ có rất nhiều điều khiến ta bất ngờ và chẳng thể nào đoán trước được. Vậy nên, việc đặt chữ phòng lên đầu cũng là một việc vô cùng quan trọng. Tại sao lại như vậy? Trước tiên, sách Nói Minh Triết xin được kể một câu chuyện ngắn, có thể gọi tên là con lạc đà và thước đo của sự lương thiện. Vào một đêm đông lạnh lẽo, gió lạnh thổi tới, có một người Ả Dập đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong một chiếc lều ấm áp. Đột nhiên, một con lạc đà đứng bên ngoài kéo rèm cửa lều của người Ả Dập và nói một cách đáng thương rằng bên ngoài trời quá lạnh, hy vọng người chủ lều có thể thương tình cho phép nó được đưa đầu vào để sửa một chút. Người Ả Dập tốt bụng đã đồng ý lời thỉnh cầu của con lạc đà. Không lâu sau, con lạc đà lại xin được đưa cổ, chân trước và nửa thân vào lều. Người Ả Dập cũng không đành nhẫn tâm từ chối nên cũng đồng ý. Nhưng lợi dụng lòng tốt của người Ả Dập, con lạc đà kia ngày càng trở nên quá đáng. Cuối cùng, nó chui cả vào người vào trong lều và ép người Ả Dập ra khỏi lều, còn nó thì nằm bên dưới trong tận hưởng căn lều ấm áp. Người Ả Dập là người tốt lương thiện, bởi vì anh ta giúp đỡ được con lạc đà mà không cần điều kiện gì khác, cũng không cần nghĩ xem việc đó có hại đến lợi ích của mình hay không. Anh ta chỉ hết lòng giúp người theo bản năng, nhưng cuối cùng, ngay cả lời cảm ơn còn không nhận được, lại mang tổn thương về người. Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có. Có đôi lúc, sự thiện lương và đơn thuần của bạn lại không phải việc tốt, bởi vì sẽ có một số người lợi dụng điều đó để chiếm lợi từ bạn, làm bạn tổn thương, xong họ còn mắng bạn ngốc. Cổ nhân đã từng có câu, tâm hại người thì không thể có, tâm phòng người thì không thể thiếu. Lại cũng có câu, quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy, cũng có đạo lý. Đề phòng những mối hiểm họa trong đường đời là điều hợp lẽ tất nhiên, cũng không thể vì thế mà đề phòng tất cả, trở nên đa nghi, dùng ánh mắt nghi hoặc mà đánh giá mọi người xung quanh. Trong thực tế, khi hành sự cũng phải biết đến, tính đến phương án dự phòng thua keo này bày keo khác, nhất định phải để lại những cho mình một đường lui an toàn. Nhiều người có lẽ sẽ cho rằng, nếu cứ luôn sống trong tâm thế phòng bị như thế thì cuộc sống làm sao có thể thoải mái được. Thực tế thì đúng là như vậy. Tất nhiên luôn trong tâm thế đề phòng những mối hiểm họa xung quanh là điều hoàn toàn hợp lệ. Nhưng chúng ta không nên vì vậy mà tự biến mình thành một con người quá đa nghi hoặc đề phòng với tất cả mọi thứ xung quanh. Hãy hiểu phòng ở đây là phòng bị một hướng đi khác,
một phương án khác để khi chẳng may xa cơ thất bại, thì bạn vẫn có cơ hội bày keo khác hoặc có cho mình một con đường lui an toàn. Chữ vàng thứ ba, chữ ổn. Ổn ở đây là những ổn định về phương hướng, trong tính cách, trong giao tiếp và trong cả việc đối nhân xử thế. Sống ở đời ai cũng phải biết kính trên nhường dưới, không được hành động sốc nổi, bởi có như thế thì mới có thể thành công. Bên cạnh đó, dù làm gì thì cũng phải để sự ổn định lên hàng đầu, bởi đó mới chính là nền tảng vững bền giúp chúng ta tiến những bước xa hơn. Kỳ thực, trong công việc hoặc cuộc sống hiện tại, ai muốn tiến càng xa, bước càng cao thì càng phải đặt nền móng thật ổn định và vững chãi cho mình. Nhà muốn chắc thì móng phải vững, người muốn thành công thì gốc rễ phải thâm sâu. Chữ vàng thứ tư, chữ nhẫn. Nhẫn thì biển lặng sóng yên, nhẫn thì nóng giận ưu phiền nở hoa. Từ ngàn đời nay, nhẫn luôn được xem là triết lý cuộc sống và là bài học sâu sắc mà ai trong chúng ta cũng cần ghi nhớ. Cổ ngữ có câu, không nhịn được việc nhỏ, sẽ làm hỏng việc lớn. Người nhẫn nhịn được thường kín đáo, trí tuệ rộng lớn, biết nhìn xa trông rộng. Bởi vậy, từ xưa đến nay, làm phàm là người làm việc lớn thì đều có khả năng nhẫn nại. Khả năng nhẫn nại lớn đến đâu thì làm được việc lớn đến đó. Hàn Tín là đại tướng quân của Lưu Bang. Ông đã đánh bại nhà Tần, chặn Sở diệt Ngụy, lấy Triệu Thu Yên Thu Tề, đánh trận Mười Diện mai phục với Hạng Vũ, lưu danh Sở Sách, cuối cùng khiến nhà Hán lập nên nghiệp đế. Sở dĩ ông có năng lực lớn thế là nhờ có tâm đại nhẫn. Thầy còn trẻ, Hàn Tín luyện võ, học phép dùng binh và thường khoác bảo kiếm đi ngoài đường. Một hôm, ngay trên phố sáng sầm uất, Hàn Tín mang kiếm đang đi trên đường thì gặp một đám côn đồ. Một trong số chúng hét lên, này ngươi trông thật nhát gan, sao ngươi mang kiếm? Hàn Tín không muốn trả lời và chỉ muốn đơn giản bước đi. Điều này khiến đám côn đồ lại càng vô cùng giận dữ hơn nữa. Nếu nhà ngươi có gan, giết ta thì hãy rút kiếm đâm ra ta xem nào. Nhưng nếu nhà ngươi nhát gan thì phải chui qua hắn ta. Đám đông tụ lại, hồ hởi theo dõi xem sự việc thế nào. Kẻ vô lại thấy Hàn Tín không dám đâm, liền giang rộng hai chân ra thách thức. Hàn Tín, dù là tay kiếm rất giỏi nhưng không muốn phạm pháp nên đã cúi mình bỏ dưới hai chân kẻ vô lại kia. Những kẻ đứng xem đều cười lên thích thú, chế giễu Hàn Tín hèn nhát mà cũng mang theo kiếm. Hàn Tín sau này trở thành đại tướng quân của Lưu Bang, giúp Lưu Bang đánh thắng hết trận này đến trận khác. Lưu Bang không có Hàn Tín giúp thì cũng không thể lập ra nhà Hán được. Bản tính khoan dung và tâm đại nhẫn phi thường của Hàn Tín đã đặt nền móng cho sự thành công của ông. Nếu như lúc đó, Hàn Tín vung kiếm bị chọc giận, ông sẽ bị xét xử vì tội sát nhân và con đường học tập của ông sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng làm hỏng cả tiền đồ phía trước. Chữ vàng thứ năm, chữ biến. Cổ nhân có câu, cùng tất biến, biến tất thông, thông tất cửu, nghĩa là đường cùng ắt có biến, nhưng biến hóa rồi cũng sẽ thông, và thông rồi thì ắt sẽ bền vững. Thế giới này vốn dĩ đã luôn thiên biến vạn hóa, sự tuần hoàn của cuộc sống chẳng bao giờ ngừng lại và vạn vật cũng chẳng thể ngừng thay đổi. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, thậm chí còn đánh gục được cả những người mạnh mẽ nhất, và thời gian được xem như là phương thuốc nhiệm màu để xóa nhòa những nỗi đau mất mát. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng đối mặt để tìm ra cách giải quyết, mà phần lớn sẽ buông xuôi. Đây chính là phản ứng bình thường về mặt tâm sinh lý. Thế nên, ai cũng cần phải chuẩn bị sẵn tâm thế để giúp mình đối mặt với mọi sự thay đổi theo hướng tích cực nhất. Nhưng cuộc sống mà không có biến, không có sự đổi rời thì chỉ là sống mòn mà thôi. Sống trên đời cốt bởi tùy duyên, đừng cưỡng cầu mà dễ đối mặt với phong ba bão táp. Đừng vì một thất bại mà không dám đương đầu, sợ lại gặp phải thất bại một lần nữa nếu không đối mặt với nghịch cảnh. Liệu bạn có thể thấy những khả năng thật sự bên trong con người bạn hay không? Chúng ta không thể kỳ vọng vào một sự thay đổi nếu bạn không chịu thay đổi. Không thể có được một điều kỳ diệu nếu bạn không biến mình thành điều kỳ diệu. Muốn thành công, bạn phải trải qua thất bại. Mỗi lần thất bại đều là để bạn tiến gần hơn đến thành công. Kinh nghiệm rút ra từ nghịch cảnh chính là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta. Hãy bình tĩnh, tự tin, tin vào chính bản thân mình. Có như vậy bạn mới có thể dễ dàng vượt qua nghịch cảnh. Chữ vàng thứ sáu, chữ thoái. Ông bà xưa răn dạy, giúp người khác một con đường sống cũng là giúp chính mình một con đường lui. Làm người, dù người ta có xem mình là gì, đối xử với mình ra sao thì cũng đừng nên tuyệt tình tuyệt hậu đối với họ, lại càng không thể ép họ quá đáng. Trên đời, không có người hoàn thiện. Với những người,
việc không trái với quy tắc, không đi ngược với lương tri, chúng ta cần luôn cho người khác một cơ hội, giữ thể diện và dành cho họ sự tôn trọng, sự thấu hiểu, bao dung và đại lượng của chúng ta sẽ khiến họ cải biến, hiểu ra và tránh để xảy ra sai sót tương tự vào lần sau. Bởi thế, người cao thượng luôn có sự đồng cảm với người khác, biết cách hoán đổi vị trí mà suy xét, hiểu cách tôn trọng lòng người. Khi chúng ta tặng hoa cho người khác, người đầu tiên ngửi thấy hương thơm chính là bản thân mình. Khi chúng ta quăng bùn đất vào người khác, người đầu tiên vấy bẩn lại chính là bản thân ta. Chừa cho họ một con đường sống cũng chính là chừa lại cho mình một đường thoái lui. Thêm bạn bớt thù, giúp người cũng là giúp chính mình và là cách bảo vệ mình duy nhất. Chữ vàng thứ bảy, chữ kiềm. Kiềm chính là đề cập đến việc kiềm chế bản thân trước những cám dỗ của cuộc đời, tránh để bản thân mình rơi vào những hố sâu xa ngã không phanh. Và một điều ở đời, cuộc sống luôn bày ra trước mắt chúng ta rất nhiều cám dỗ, chìm đắm trong vô thức để rồi đến lúc nhận ra, ta đã tự đánh mất bản thân mình. Thế nên, nếu muốn làm chủ cuộc đời mình, thì bạn phải học cách kiềm, học nói cưỡng lại những cám dỗ hư vô ấy. Khi nghe thấy Quan Vũ bị Đông Ngô giết hại, Trương Phi không thể kiềm chế được nỗi đau hận, một nỗi không thể lập tức xuất quân tiêu diệt Đông Ngô. Trong lúc bất lực, Trương Phi ngày ngày đắm chìm trong men rượu. Những lúc say mềm, Trương Phi không kiểm soát được mình, liên tục trút giận lên binh sĩ, hơi một tí vung roi đánh họ, khiến hai thuộc hạ là Phạm Cương và Trương Đạt không thể chịu được. Nhân lúc Trương Vi say rượu, đã ra tay thích sát, rồi mang thủ cấp của Trương Vi chạy về phía Đông Ngô. Không ai có thể phủ nhận khả năng mạnh mẽ của Trương Phi, nhưng một người có khả năng mạnh mẽ như vậy, cuối cùng lại có một kết cục lãng xẹt khiến người khác phải suy tư. Một người đến cảm xúc bản thân cũng không kiềm chế nổi, dù giỏi đến mấy cũng đều vô nghĩa. Không ai sinh ra đã biết cách kiềm chế và kiểm soát cảm xúc. Những người giỏi và thực sự có tài luôn chú ý không để bản thân chết uổng trong cảm xúc tiêu cực. Do vậy, chỉ khi chúng ta tức giận, hãy nghĩ đến Trương Phi và cái chết lãng xẹt không đáng chút nào của ông. Quý vị thân mến, cuộc sống như tấm gương phản chiếu, và chúng ta dùng tâm thái thế nào để nhìn đời thì tấm gương ấy sẽ trả lại cho chúng ta những thứ y hệt như thế. Vậy nên, muốn tâm an, có một cuộc sống an yên hạnh phúc, quý vị nhất định phải ghi nhớ thật kỹ 7 chữ vàng để kể trên, và hãy thay đổi bản thân mình theo hướng tích cực nhất. Cuộc sống sẽ không phụ người có lòng, chỉ cần bạn cố gắng, ông trời sẽ trả cho bạn những gì tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, sống ở đời, nhiều người thường sống theo cách để ý thái quá vào ý kiến của những người xung quanh, coi đó như thước đo tiêu chuẩn cho sự hạnh phúc trong cuộc sống. Thế nhưng hạnh phúc không phải là do con người khác nhìn nhận ra sao, mà phụ thuộc vào chính sự cảm nhận của bạn. Nhiều người cứ mãi hướng ra ngoài, cứ muốn xây dựng hình tượng cho những người khác ngưỡng mộ, cuối cùng nhận lại chỉ là sự mệt mỏi, chán chường. Chính vì thế, thay vì sống vì sự ngưỡng mộ của người khác, hãy sống để mình nhận thật hạnh phúc. Hãy nhớ và tự nhủ với mình rằng, chỉ cần bản thân hạnh phúc thế là đủ. Tại sao bạn nên sống là chính mình? Bắt chước ai đó là một điều vô nghĩa. Bạn phải có sự thay đổi thích hợp để bản thân trở thành một người tốt hơn, chứ không phải là giả vờ là ai khác, không phải là mình. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đừng biến mình trở nên giả tạo trong mắt người khác. Thay vào đó hãy cố gắng trân trọng sự thật thà bằng cách là chính bạn. Bạn không biết điều mà người khác cần. Thậm chí nếu bạn cho rằng bạn có thể biết, mọi thứ đó là điều hoàn toàn không thể. Chơi trò đoán ý người khác chỉ khiến bạn thêm chán nản và mệt mỏi. Những người khác cũng không biết họ muốn gì. Đa số mọi người đều không biết mình thật sự muốn gì, chứ chưa nói đến việc có thể truyền tải nó cho những người xung quanh. Người khác sẽ tôn trọng bạn hơn khi sống là chính mình, sẽ khiến mọi người tôn trọng và ấn tượng với bạn không chỉ bởi năng lực, mà còn cả kinh nghiệm và trí tuệ. Người khác sẽ yêu mến bạn hơn. Sự trung thực thì đáng được ghi nhận hơn là việc bạn cố biến mình thành một người khác. Bạn sẽ hạnh phúc hơn. Bạn nghĩ rằng khi là chính mình thì người khác sẽ cảm thấy không thích, nhưng khi không phải là chính bạn thì bạn cũng không hẳn sẽ vui. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Hãy thử tưởng tượng rằng bạn không cần phải gồng mình, diễn với bất kỳ ai và có thể là chính bạn dù người khác có thích hay không, sẽ giúp cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều. Hãy nhìn chính mình trong gương mỗi ngày. Đừng thức dậy mỗi sáng chỉ để nhìn hình ảnh phản chiếu của một ai đó trong gương. Đừng đánh giá bản thân dựa trên những gì người khác nghĩ, mà hãy trân trọng việc là chính mình hơn bất kỳ những thứ gì khác.
bạn sẽ không thể che giấu bản thân mình lâu hơn, tự biến mình thành một người khác khiến bạn không thể khám phá con người thật của mình. Đó là cả một quá trình và đừng làm chậm nó bằng cách sống giả dối với bản thân. Đừng sống vì sự ngưỡng mộ của người khác. Có lần tôi đến nhà một cô bạn chơi, nhìn thấy trên mặt tủ để chiếc chìa khóa xe hơi. Tôi chơi với cô cũng hơn 3 năm rồi, vậy mà bây giờ mới biết nhà cô có xe hơi, cũng chưa từng nghe cô kể qua về chuyện này. Thế, tôi ngạc nhiên, cô mới giải thích rằng vốn dĩ nhà cô cũng không cần có xe hơi, chẳng qua mua cho bằng anh bằng em thôi. Mấy người trong anh em của chồng cô kết hôn xong một thời gian là đều mua ô tô cả. Đến lượt anh ấy nếu không có thì cảm thấy mất mặt với họ hàng. Vì vậy, hai vợ chồng mới đi vay ngân hàng để mua chiếc xe này. Mua xe xong chỉ có mỗi dịp lễ Tết thì đi mấy ngày, hoặc mùa hè cô đi du lịch một lần, còn lại thì chẳng bao giờ đụng đến. Cô nói mỗi tháng tiền phí gửi xe, rồi phí bảo hiểm cũng tốn một số tiền không nhỏ. Bây giờ hai vợ chồng định mua sắm hay chi tiêu gì thì đều phải e dè, vì còn phải trả tiền vay ngân hàng để mua chiếc xe này nữa. Bởi vậy mới nói sống chỉ vì sự ngưỡng mộ của người khác thật mới lạ mệt mỏi biết bao. Thay vì tự định nghĩa hạnh phúc cho chính mình, chúng ta lại cứ chạy theo ánh nhìn của người khác. Chúng ta cứ đi làm đủ thứ thật ngu ngốc mà không biết tại sao phải làm như thế. Hãy tìm vào bên trong thay vì hướng ra bên ngoài. Thời bây giờ, mạng xã hội rất thịnh hành. Nhiều người có bất cứ thứ gì cũng phải khoe lên trên mạng. Nào là công việc ổn định lương cao, nào là mới mua xe ô tô, nào là người yêu đẹp giỏi vân vân. Người khác thấy vậy cũng bắt chước làm theo, cũng phải đăng lên cho bằng được. Đến nỗi dường như có cảm giác là người đó sống ở trên mạng xã hội chứ không phải sống ngoài đời thực. Khi bạn cảm thấy thiếu thốn, thì đó là lúc cần tìm vào bên trong để bù đắp cho nó chứ không phải tìm ra bên ngoài. Khi bên ngoài hào nhoáng sẽ cho bạn chút vinh quang, nhưng ánh sáng này chỉ vụt lên rồi tắt, còn bạn phải sống mòn mỏi với ảo tưởng của chính mình. Người ta sở dĩ không hạnh phúc là bởi vì họ cứ muốn làm người khác mà không muốn là chính mình. Đừng mong muốn trở thành người khác. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Heo nói rằng, giá như tôi được sống thêm một cuộc đời nữa thì tôi ước mình được là một con bò. Công việc này tuy vất vả một chút nhưng lại có danh tiếng, được con người yêu mến. Bò thì nói, giá như tôi được sống thêm một cuộc đời nữa thì tôi được ước làm heo. Ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, không mệt mỏi, không chảy mồ hôi. Cuộc sống thật giống như tiên. Chim ưng nói, giá như tôi được sống thêm một lần nữa thì tôi sẽ làm một con gà, khát có nước uống, đói có thóc ăn, mưa có chuồng che chắn, lại còn được con người bảo vệ. Gà nói, giá mà tôi được sống thêm một lần nữa, tôi nhất định sẽ làm chim ưng. Tôi sẽ bay lượn trên bầu trời xanh, tự do khắp nơi, tùy thích muốn làm gì thì làm. Bạn ngưỡng mộ người khác, còn người khác lại ngưỡng mộ bạn. Chúng ta chẳng phải nhiều lúc cũng giống như những con vật này hay sao? Rất ít người muốn được làm chính mình, mà lúc nào cũng đi ngưỡng mộ người khác, thấy người ta có gì là mình cũng muốn có cho bằng được, không cần biết bản thân có thật sự cần nó hay không. Hôm nay thấy người này mua nhà mới liền oán giận chồng mình bất tài, ngày mai thấy gia đình người kia cười đùa hạnh phúc thì lại than thân trách phận lấy nhầm chồng. Chúng ta quên mất rằng, đôi khi có người lại đang ngước nhìn chúng ta mà ngưỡng mộ. Ví như cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì nổi bật, mọi thứ đều rất bình thường, vậy mà có người lại ngưỡng mộ cuộc sống của tôi. Nói rằng, cuộc sống của tôi rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải lo buôn bán, làm ăn, chỉ mong một được một lúc nào đó được thong dong tự tại mà thôi. Có người nói, du lịch là khi bạn đi từ nơi sống chán nản của mình đến nơi sống chán nản của người khác. Câu này tôi thấy cũng đúng. Bạn cứ mong ước được làm người khác, trong khi người khác lại mong ước được giống như bạn. Hãy tự định nghĩa hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc giống như uống nước nóng hay lạnh thì chỉ người uống nước mới biết. Vui hay buồn thì chỉ người trong cuộc mới thấu tỏ. Có một vấn đề mà chúng ta thường bỏ qua, đó là để đạt được một thành công nào đó thì người ta phải bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng sự cố gắng của họ thì bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy. Bạn chỉ thấy thành công của họ mà thôi. Nếu bạn biết được họ đã phải gian khổ như thế nào, thì có lẽ bạn sẽ không ghen tị với họ nữa. Người ta thấy nói, người giàu cũng khóc, nên thực ra không có ai là hoàn hảo cả. Bạn cũng không cần phải đi ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Bạn chỉ cần biết mình muốn gì, biết điều gì thực sự làm cho mình hạnh phúc và nỗ lực để làm nó. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Kính thưa quý vị, cuộc sống vốn chẳng dài, nhưng cũng không hề ngắn. Duy chỉ có một đi không trở lại.
Chính vì tính chất hữu hạn này mà có rất nhiều người sống mà trong lòng luôn mang theo nhiều hối tiếc, không thể buông bỏ, để rồi cuộc sống mãi sầu lo. Và đến khi bạn học được cách xóa tan những muộn phiền bằng hai từ buông bỏ, tâm bạn tự nhiên ắt sẽ tĩnh lặng và trường hòa. Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng kỳ thực hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh. Học cách buông bỏ. Trái tim của con người chỉ nhỏ bằng nắm tay, nên sức chứa của nó cũng có hạn. Nếu bạn chứa đầy những điều bất hạnh, thì làm sao có chỗ cho hạnh phúc? Vì vậy, bạn cần phải buông bỏ, từ bỏ những điều không vui thì hạnh phúc sẽ tự nhiên tìm đến. Trong hành trình nhân sinh này, dù người thân, bạn bè có thân thiết đến đâu, dù gia tài, giàu có đến mấy, dù quá khứ có bi thương thống khổ đến đâu, cuối cùng chúng ta cũng phải học cách buông bỏ. Chỉ khi có nhẹ, nhìn rộng, suy nghĩ thông suốt, trong lòng không chút vướng bận, bạn mới có thể nhìn sống một cuộc đời trọn vẹn và an nhiên. Có câu chuyện như sau. Một con quạ ngậm một miếng thịt trong mỏ và một con đại bàng đang đuổi theo nó. Con quạ ngậm chặt miếng thịt và dùng hết sức bay về phía trước, nhưng nó vẫn sắp bị đại bàng đuổi kịp. Khi đó, con quạ đã kiệt sức và không còn quan tâm đến miếng thịt đang ngậm trong mỏ. Ngay lúc đó, vừa há miệng để thở thì miếng thịt rơi xuống. Bất ngờ, con đại bàng lao thẳng vào miếng thịt và quắp nó bay đi. Con quạ vẫn còn đang bàng hoàng cho định thần lại. Giờ nó mới nhận ra nếu buông miếng thịt sớm hơn thì nó đã không suýt mất mạng rồi. Kỳ thực trên đời có rất nhiều người hành xử cũng giống như con quạ kia. Họ nắm chặt đủ thứ, cố chấp không buông, sống một cuộc đời vất vả mệt mỏi, khiến bản thân hao mòn kiệt quệ, không biết đến bao giờ mới thoát ra được. Kỳ thực, chỉ cần chúng ta học cách buông bỏ và xem nhẹ, buông bỏ quá khứ, danh lợi, tình thù, thì bạn mới có cơ hội nhìn thấy một tương lai tràn đầy hạnh phúc. Buông bỏ quá khứ thân thương của bạn, dù đó là những năm tháng đau khổ, bi thương hay là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, thì tất cả chúng đều đã trôi qua, không cách nào có thể quay trở lại được. Cho dù bạn có tự trách, hối hận hay luyến tiếc đến mấy cũng không có ích gì, bởi vì quá khứ chỉ có thể nhớ lại chứ không thể quay lại được. Chỉ bằng cách buông bỏ gánh nặng của quá khứ, chúng ta mới có đủ nghị lực để tiến bước về phía trước. Đợi đến một ngày, khi người nào đó có dụng tâm mà nhắc đến quá khứ của chính bạn, nếu bạn cảm thấy tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng, như thể đang lắng nghe câu chuyện của người khác, thì lúc đó bạn đã thực sự có thể buông bỏ quá khứ của chính mình. Buông bỏ những truy cầu danh lợi quá mức, mọi người đều khao khát công thành danh toại, nhưng quá nhiều thì không tốt. Trang Tử từng nói, vinh nhục lập nhiên, hậu đổ sở bệnh, hóa tài tụ nhiên, hậu đổ sở tranh. Có nghĩa là, một khi vinh và nhục trong thế giới được thiết lập, thì sẽ phát hiện ra các nhược điểm khác nhau của bản tính con người. Khi hàng hóa và tài phú được tích lũy, thì sẽ xuất hiện các loại tranh đoạt khác nhau. Lòng tham nếu không được khắc chế vững chắc, thì sẽ chìm đắm mãi mãi trong danh lợi, mất cả phương hướng, đánh mất chính mình mà không thể tự thoát ra được. Nghĩ kỹ lại, tại sao bạn phải bận tâm những thứ này? Đời người như một giấc mộng, sinh ra là hai bàn tay trắng, ra đi chỉ còn lại một nắm đất mà thôi. Bạn không thể mang theo được bất cứ điều gì, hà tất phải phí cả đời vì công danh lợi lộc mà không thoát ra được. Rốt cuộc vì sao lại bận rộn như vậy? Phải chăng chính bản thân bạn cũng mơ màng bối rối không biết là vì sao? Có lẽ chỉ cần bạn học cách buông bỏ, thì tự nhiên sẽ có được sự bình yên trong tâm hồn. Khi chúng ta nỗ lực làm mọi việc một cách tận lực, đến nơi đến chốn mà không truy cầu thành quả, những điều chúng ta nên có thì tự nhiên sẽ đạt được. Đây chính là biết đủ thường vui. Buông bỏ tình cảm. Con người có muôn vàn cảm xúc trong lòng, thường mang những cảm xúc tiêu cực không muốn người khác biết, bao gồm những mâu thuẫn, thành kiến, quan niệm sai lầm. Những người lớn cần học cách buông xả, giống như trẻ con. Trong thế giới của trẻ thơ, phút trước chúng vẫn còn cãi nhau chí chóe, nhưng phút sau lại cười đùa hồn nhiên bên nhau như thể vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong thế giới của người lớn thì không thể như vậy, họ có thể trở mặt thành thù chỉ vì một chút chuyện bé như hạt vừng. Giữa người với người chung sống với nhau sẽ có ý kiến bất đồng, mỗi người lớn lên trong những môi trường khác nhau và có những suy nghĩ khác nhau, vì vậy tất nhiên sẽ có xích mích. Chỉ có buông bỏ đi những thành kiến chủ quan của bản thân và hiểu người khác nhiều hơn, bạn mới có thể có một tâm trạng tươi sáng và rộng mở hơn. Ngoài ra, chỉ có buông bỏ thành kiến với người khác, chúng ta mới có thể nhìn thấy những điểm mạnh và mặt thiện lương của mọi người. Ngoài ra, còn có một loại tình cảm dựa vào người khác,
Điều này cũng rất không nên có. Người xưa có câu, đa tình tự cổ không dư hận, hào mộng do lai tối dì tình, có ý nói rằng, đa tình thì sinh hận, mộng đẹp thì dễ tỉnh. Nhân sinh trên đời luôn có nhiều điều không như ý, nhất là khi bạn yêu một ai đó nhưng tình cảm lại không thành, rất sẽ khiến bản thân bị thất vọng hụt hẫng. Ngẫm lại thì cần gì bạn phải bận tâm như vậy. Thật ra, chúng ta trần trụi đến thế gian, rồi cuối cùng lặng lẽ ra đi một mình. Mỗi người chúng ta gặp trong đời cũng đều là khách qua đường. Dù thân thiết như cha mẹ, con cái cũng chỉ có thể đồng hành cùng nhau trên một đoạn đường đời mà thôi. Thử hỏi, ai có thể bên cạnh chúng ta mãi mãi? Vì vậy, đừng vì tình cảm mà bi thương đau khổ. Cuộc đời là một con đường dài dằng dặc nên hãy sống hết mình, đối xử tốt với bản thân, học cách biết ơn và trân trọng tất cả những gì bạn đang có. Lúc đó, bạn sẽ cảm nhận được dư vị ngọt ngào mà cuộc sống mang lại. Có thể buông bỏ mới có thể đắc được. Tham dục của con người là kẻ thù trói buộc trái tim thuần khiết của bạn. Những người gây ra rắc rối cho chúng ta và khiến tâm tình của chúng ta cảm thấy khó chịu thường chỉ là những yếu tố bên ngoài. Còn điều khiến chúng ta không thể an định thực sự lại xuất phát từ suy nghĩ của cái tôi. Trong Phật giáo có câu, thế gian bản vô sự, dung nhân tự nhiễu chi. Ý nói rằng thế gian vốn không có chuyện gì, đời người ta tự mình sinh ra chuyện từ đó tự chuốc lấy ưu phiền. Cái tôi để tham vọng cầu danh, cầu lợi, cầu quyền, rất dễ rơi vào vực thẳm mà không cách nào tự giải thoát. Cái tôi muốn đạt giải nhất trong kỳ thi để gây ấn tượng với người khác. Cái tôi muốn mua một chiếc túi hàng hiệu hoặc một chiếc xe hơi triệu đô để tôn lên khí chất của bản thân. Cái tôi nhìn không vừa mắt người khác. Quá nhiều suy nghĩ trói buộc nội tâm của con người, làm sao chúng ta có thể sống một cách ung dung tự tại? Nếu hai tay của chúng ta cứ cố chấp cầm một quả quýt, liều mạng không buông, không muốn tiến lên, thì làm sao phát hiện trong vườn còn có những quả quýt to hơn, ngọt hơn? Chỉ khi bạn lựa chọn buông bỏ, bạn mới có thể cảm nhận được khoảnh khắc hiện tại và quan sát mọi thứ xung quanh. Khi đó, bạn mới có thể nhìn thấy phong cảnh từ đẹp khác. Người xưa nói, có mất thì mới có được, quả là có đạo lý. Bởi vì, chỉ có học cách buông bỏ, trái tim mới có chỗ chứa cho hạnh phúc tìm đến. Đến lúc cần phải buông bỏ, thì hãy học cách để buông bỏ, để chính mình có thể trở về với bản tính nguyên sơ hồn nhiên, mộc mạc và đơn thuần. Gặp bất cứ việc gì cũng có thể vui tươi lạc quan để đối đãi. Như thế bản thân sẽ luôn tràn đầy năng lượng tích cực trong cuộc sống. Khi đó, bạn mới nhận ra được kỳ thực hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Trong phần cuối của phía đông ngày hôm nay, sách Nói Minh Triết xin kính mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn có tựa đề Mùi ký ức của tác giả Dương Hằng. Cha tôi mất trong một chiều mưa lê thê giả dích, sau 10 ngày từ bệnh viện trở về. Ngày được tiễn cha, dì Liên và cả chiều khóc cạn nước mắt. Giá như tôi không gặp lại vết sẹo dài thì những ý nghĩ đã không chen lấn, rằng sẽ ruột gan và bất kiệt tâm trí tôi. Tôi có thể gào khóc như chiều và hòa chung vào nỗi đau buồn đau mất mát với dì Liên, nhưng giọt nước mắt cứ ứa ra, tôi thấy mình vẫn trơ lì như khúc gỗ. Tôi sẽ không bao giờ gặp một buổi trưa nào nắng quái hơn như thế. Nắng dầm, nắng dãi, nắng rội lửa lây láng mặt đường, nắng đẩy chị em tôi dạt vào một góc chốn nền đất gần mé cổng. Đôi mắt của thằng Triều không ngừng sóng sánh như có bao nhiêu nắng đã thu hết vào đó. Tôi quẳng tay lên vai nó để cái túi vải che bớt phần lưng gầy, dọc dịn mồ hôi. Bao giờ cha mới về? Triều hỏi mà ánh mắt đã neo đậu ở căn nhà lụp xụp phía thềm, có con mèo đang lim dim trong râm mát. Trên đường đến đây, tôi lỡ nói với Triều cha không có nhà. Mẹ dặn chị em mình đứng ngoài cổng kẻo lạ nước lạ cái, tìm không đúng nhà hoặc nhờ, có đứng dưới nắng cũng chẳng quen mình. Hình như trong tâm trí Chiều, chợt hiện ra một con mực dữ tợn nào đó, nó vội khom đầu, đốm chân lại bố chặt lấy tay áo tôi. Vậy là Chiều tin tất thảy những điều đó, dẫu ngó quanh chẳng thấy bóng dáng của con mực nào và cửa nhà trống hơ không khép. Chị có nhớ mặt cha không? Câu hỏi của Chiều làm tôi đơ ra như sỏi đá. Tôi đã hỏi về cha cả trăm lần trong những đêm nằm chồng trên sân, chỉ có mẹ ngao ngán buộc phải chắt lòng ra để vỗ về thằng con 6 tuổi. Bây giờ Chiều lên 10 và mấy năm dòng, những câu hỏi của thằng bé đã nuôi lớn tôi nhân một đốm lửa giữa vùng tối tăm sâu thẳm của tuổi thơ tôi. Và sau 4 năm gom nhặt những câu từ của mẹ, tôi đã nhớ khôn không sót một chữ nào để kể lại cho Chiều nghe về cha, người đàn ông có khuôn mặt chữ điển, vầng trán cao, mái tóc rậm dày, đôi mắt ấm và làn da ngăm ngăm. Chiều cũng nhớ hết,
nhưng nó thích được nghe kể lại để những câu chữ lại dội vào tâm trí hình ảnh về cha mà nó đã ôm ấp suốt 3 năm tháng ngày đằng đẵng. Chị kể y chang mẹ, nhưng mẹ kể hay hơn. Chị đâu thể díu dít như một chú chim non hay đầy đưa câu từ ngọt ngào như mẹ, bởi thứ duy nhất mà chị có không phải là những lần gặp cha khi chiều chưa chào đời như mẹ kể, mà chỉ là cảm giác, nhưng nó đã chai sạn mất rồi. Từ trong nhà vọng ra những tiếng ho khan dai dẳng, kế tiếp là tiếng rên hừ hừ, chiều reo lên như một cách hân hoan và vui sướng. Hình như cha ở trong nhà đó chị ơi. Chiều toan bước chân vào, tôi bất giác giật tay lại, nhưng vẫn còn con mực. Chiều đột ngột rụt chân, tôi hơi rợn mình khi tiếp tục buông ra một câu nói dối. Đáng lẽ tôi cũng có được những phút hân hoan như chiều lúc này, nhưng nó đâu hay biết niềm khao khát gặp cha trên chiếc trống tre năm nào đã tơi tả trong một chiều rầm rề gió thổi. Mẹ đã mang hai chị em tôi sang gửi nhà hàng xóm, sực nhớ ra con búp bê vải. Tôi chạy ùa về nhà, thấy cửa chốt trong, thấy tiếng rộn rào, tiếng cót két của giường gỗ và thấy mẹ đang ưỡn cong mình như con tôm nhỏ dưới một cơ thể đau đớn. Những ngày ấy, còn xưa chưa xa lắm, và tôi đã thôi ngô nghê tin vào câu chuyện mẹ kể. Hình ảnh về người cha bao năm vun đắp bỗng chốc như cắm nát vụn, mặc sóng cuốn đi muôn ngà. Và tôi cũng đoán được, trước khi mẹ để lại cho chị em tôi một mẩu giấy ghi tên vào địa chỉ của cha với lý do phải về thăm ngoại một chuyến, thì cơ hội gặp lại mẹ cũng mong manh như con diều ngơ ngác giữa bầu trời đứng gió. Người đàn ông từ trong nhà bước ra và người phụ nữ lật đật theo sau. Chiều có chút bất ngờ, chắc vì người đàn ông xác xơ như điếu thuốc tàn trước mặt đã phá vỡ mọi hình dung của nó hồi nãy. Tôi còn nghĩ đến một cảnh tượng khi cha bước ra, dẫu không nhận ra chúng tôi, cha cũng sẽ ân cần nói, ấy cháu tìm ai? Bởi giọng ân cần ấm áp ấy, hai chị em tôi sẽ chạy đến chia nhau nửa cái bụng của cha để úp mặt vào nức nở. Nhưng ông chỉ lướt đôi mắt của mình trên khuôn mặt chiều, một cái nhìn trơ ra cả đáy vị giống giống y đúc trong cái nhìn của người phụ nữ kế bên, cũng ngộn ngộn sự thảng thốt bởi sự giống nhau ấy của chiều và của cha. Bàn tay nhỏ của chiều bất ngờ tuột khỏi tay tôi, làm tôi có chút chới với, bất ngờ hơn trước vẻ bặm trợn cộc cằn mà cha đang phơi ra. Chiều vẫn chạy đến như một con sóc nhỏ, vẫn có chút dè dặt, thằng bé chỉ dám túm lấy vạt áo mốc, nũng nịu. Hai chị em con nhớ cha lắm. Cha cúi xuống nhìn thằng bé và ánh mắt không gợn chút sao đồng nào. Người phụ nữ xách rúm tôi cái túi vải, dẫn hai chị em tôi xuống bếp và xới cho mỗi đứa một vá cơm đầy. Chiều di kia ghế gỗ con ra cửa bếp từ lúc nào, mắt chân chân nhìn lên nhà. Nắng không còn đổ vào mắt nó mà sao đôi mắt vẫn sóng sánh không thôi. Người phụ nữ ngồi kế bên, tức là dì Liên, sau này tôi vẫn thường gọi thế, thi thoảng lại nhìn vào vá cơm của hai chị em tôi. Chiều vào miếng nào chậm rãi miếng đó, mắt không rời khỏi vị trí mà nó đã phục sẵn nãy giờ. Tôi lùa cơm vào miệng, từng miếng dai cứng như cọng rơm khô. Bữa cơm đầu tiên cùng cha diễn ra khi mảnh trăng non lủng lẳng nhô lên. Chiều hí hừng sắp mâm và so đũa, cởi bỏ hết ngượng ngùng. Thằng bé chủ động ngồi cạnh cha, gắp cho cha miếng sườn to nhất. Cha nhận miếng sườn đầu tiên ấy và cũng là cuối cùng, bởi sau câu nói, để tao tự gắp, chiều đành lùi thủi ngồi im. Có bóng người đàn ông đi vào, đứng lại ở giữa sân. Cha, là bầu lại. Thằng Thoa điếc ông Bình cho tôi xin điếu thuốc. Ngay tắp lự, chiều đứng phắt dậy đi tìm hộp sơn tròn tròn con cha đựng những điếu thuốc lào trong đó. Trước khi lấy ra hai nhúm cho lão Thoa điếc, nó còn ngoảnh lại nhìn cha để biết đâu khuôn mặt ơ hở ấy sẽ biểu lộ tín hiệu nào đó cho nó biết mà đong đếm. Thấy cha chỉ cầm cối lùa cơm vào miệng, ngoài sự mong đợi của chiều, nó có vẻ hụt hẫng. Thằng bé nào đấy ông Vinh? Nom giống ông phết nhẹ. Chắc lại còn rơi còn vãi chứ gì. Lão đi rồi, tiếng cười hề hà vẫn còn rớt lại ở sân. Một câu nói chứa tới ba mũi dao, một mũi cho tôi, một mũi cho dì Liên và một mũi còn lại cho thằng bé 10 tuổi chân cháo nhìn theo lão điếc và đôi chân như que củi đang run lên từng hồi. Như chỉ chờ bữa cơm xong xuôi, cha mới nhạt giọng. Thế mẹ chúng mày đâu? Chiều bưng kia mặt rầu rầu ra đáp. Mẹ về quê thăm ngoại ạ. Ngoại mày chết ngoẻo từ hồi nào rồi? Cha buông chữ không chút lọn cợn nào. Chiều ngồi lặng đi, giống như một ngôi sao lặng lẽ mở dần sau những đám mây đen. Dì Liên dục chúng tôi vào nhà ngủ sớm, nhưng hai chị em tôi nằm trên giường rồi vẫn nghe thấy tiếng dì nối quạo. Trước mặt trẻ con ông không được nói vậy. Lời dì như gió thổi qua tai cha. Chốc lát,
tôi đã nghe tiếng ngáy như đá lở của cha miết vào đêm tối. Chắc ngoại chết thật rồi. Giọng Chiều nghe buồn thật buồn. Tôi không giỏi vẽ ra câu chuyện nào đó như mẹ để dụ thằng bé còn non nớt cả tin. Chiều cũng chưa bao giờ hỏi ngoại trông thế nào, bao tuổi rồi, sao không thấy ngoại đến thăm. Bởi trong tiềm thức của tôi, của Chiều, chỉ một chữ ngoại thôi cũng đủ để hình dung về một bà già có tấm lưng còng, nụ cười móm mém và hay ngồi quấn tóc bằng dây vải nhung tím thấm bên hiên nhà. Giả sử mẹ có kể, tôi cũng đoán chỉ bấy nhiêu đó thôi, không hơn không kém. Tâm trí tôi đã lấp đầy bởi hình ảnh về người cha nhân hậu và bởi ký ức trong những buổi chiều rầm rề gió thổi. Nhưng tiếng cười hỉ hà, tấm lưng ngăm đen và sắt nách có một vết sẹo dài. Buổi sáng hôm sau, khuôn mặt của Chiều không còn đọng lại một chút buồn nào. Vẫn lóc cóc theo sau cha lúc cha ra ao kéo cá với sự vui thích lạ lùng. Thằng bé vốn dễ quên và dễ tha thứ. Nhưng sự cởi mở và tươi rói ấy, Chiều không bao giờ dành cho dì Liên. Mỗi lần đi đám cỗ dưới trong xóm, bao giờ dì cũng mang về cho Chiều một quả trứng vịt lộn, thứ duy nhất mà dì có thể cầm gọn trong tay mà không phải ngượng ngùng xin túi gói lại. Nhưng không thể đưa thẳng cho Chiều, nên dì phải đi đường vòng bằng cách giấm dối vào tay tôi. Nhưng tối, Chiều ngủ quên ngoài chòi, dì Liên ngồi bên, lặng lặng xoa tấm lưng đầy rôm sảy của nó, thi thoảng vẫn giật mình thon thót, như sợ Chiều bất chợt tỉnh giấc sẽ hốt hoảng kêu la. Có đêm tôi thỏ thẻ hỏi thằng bé chờ mình quay mặt vào bức tường, vì dì Liên mà mẹ mới bỏ đi đó, chị không biết à? Sao lúc ấy tôi thấy thương dì Liên quá, vạt áo của cha không đủ rộng để giấu đi hai đứa con rơi con rụng, cả làng đều đã biết với sự xuất hiện của chị em tôi. Cha cũng nhẹ dạ như Chiều tin rằng mẹ chỉ đi dăm bữa sẽ về, nhưng buổi sáng, cha chỉ ngồi cười tủm tỉm bên hè. Mai kia mẹ qua sẽ đón hai chị em mình và cha về luôn, trẻ đôi mắt. Chiều vẫn không ngừng lấp lánh vui tươi, chưa biết đâu hai chữ mai kia xa lắc xa lờ và cha đâu còn là đứa trẻ nhỏ để mẹ giang rộng vòng tay đón về. Và khi Chiều nói câu đó, chắc vì biết gì Liên đang lụi cụi trong bếp, cách chỗ chị em tôi ngồi không xa, đủ để chốc lát sau cái bếp nhỏ tỏa một khói mịt mù. Cha bắt đầu đánh Chiều khi thằng bé làm đổ xô cá, vỡ cái vạ, rốt nước để tràn ra khắp phích, và ngay cả khi chai rượu của cha vừa cạn đáy, sự nhẫn nại trong cha như dường như đã bục vỡ, và hai chị em tôi trở thành món nợ đời đeo đẳng của cha. Một hôm, nhìn những vết lằn roi đỏ lừng trên chân Chiều, tôi hỏi: "Em có ghét cha không?" Chiều trả lời tỉnh queo: "Cha thương em nên mới đánh chứ. Có lần em thấy thằng Sơn thằng Chính bị cha bọn nó đánh mà em thèm." Tôi lặng người đi. Đêm, dì Liên canh lúc Chiều đã ngủ mò mẫm vào chỗ chị em tôi nằm, rồi dì xoa dầu lên những vết lằn sưng tấy trên đôi chân khẳng khiu của Chiều. Tôi nghe dì buông xuống tiếng thở dài thênh thang như tiếng gió. So với mẹ tôi, dì Liên đơn sơ hơn, quê kiểng hơn, chứ một vận con mà trông dì già hơn tuổi tác. Dì cho tôi những cảm giác thân thuộc tôi chưa từng có trước đây. Khoảnh khắc dì ngồi xõa mái tóc dài xuống chậu nước bên thềm giếng, rồi khẽ khàng ru được chải. Lúc dì ngồi sau lưng gỡ tóc rối cho tôi và nói: "Tóc con đẹp quá, Hằng ạ." Ngay cả khi đi chợ về, dì Liên dúi vào tay tôi những miếng bánh rán. Có lẽ khi tôi còn bé, mẹ cũng làm những điều tương tự như vậy. Nhưng tất cả đã mờ khuất đi sau buổi chiều rầm rề gió thổi ấy, chỉ còn những ký ức phủ gai ở lại. Mẹ cũng bắt đầu chải chuốt, tô son chát phấn nhiều hơn từ dạo ấy. Mẹ mở một quán nhỏ tin hên nằm chênh vênh bên mặt đường quốc lộ, và mẹ bắt đầu làm thợ may. Thứ duy nhất khiến tôi nhớ về cái nghề của mẹ chính là những con búp bê vải. Và những lần đưa cho tôi, mẹ đều ngọt ngào nói: "Mẹ mới may sang một con búp bê mới cho Hằng đây. Hằng dẫn em đi đâu đó chơi, gần trưa hẵng về cho mẹ làm việc nhá." Sau này, khi biết mẹ làm nghề may để che đậy một thứ nghề khác ô uế và nhem nhuốc, tôi đã không còn thấy nụ cười của mẹ lung linh trong nắng sớm. Những con búp bê vải trở thành món đồ để mẹ dẫn dụ sự ngây thơ và hồn nhiên của tôi. Những lần sau đó, khi nhận búp bê vải từ mẹ, tôi đã cố phơi ra sự não nề trên khuôn mặt, nhưng tuyệt nhiên mẹ không nhận ra điều đó. Sau buổi chiều rầm rề gió thổi ấy, tôi bắt gặp nhiều tấm lưng hơn. Họ đến căn nhà của tôi, có khi lại đến cái quán nhỏ của mẹ. Mẹ thường cười khúc khích khi người ta vùi mặt vào đôi bầu ngực núng nính của mẹ và trườn cánh mũi lên hai ngọn núi ấy. Dữ dội nhất là chiều ấy, tôi thấy mẹ quằn quại và dãy giụa dưới đôi chân có vết sẹo dài như một con rắn uốn cong lên bên né đuôi phải. Tôi đánh rơi con búp bê vải,
hoảng sợ chạy đi. Buổi chiều ấy đã vắt kiệt sức lực của mẹ, trông mẹ như một cánh hoa tả tơi héo rũ và trên cổ hằn lên những vết răng sắc nhọn. Mẹ gói ghém nỗi buồn thật nhanh và thật khéo. Khi sáng hôm sau, tôi đã thấy mẹ đưa đẩy cái nhìn và nụ cười của mình luồn dây đo qua hông của người đàn ông kém tuổi. Xóm lên kế hoạch đổ nhượng cho con đường đất nâu trước khi mùa mưa đến, nghe đầu người ta sẽ thu phí theo đầu người. Khi ông trưởng thôn đến nhà, cha lùa chúng tôi vào góc bếp như lùa bầy vịt vào chuồng. Chiều ngồi im như thóc, đến tiếng thở hình như cũng giấu bặt đi. Trên nhà tiếng cha hục hặc vọng ra. Trứng, đầu, ruột thịt gì với tôi? Mẹ chúng nó chỉ gửi nhờ mấy hôm mà các ông thu tiền là có làm sao? Ông cứ đòi thu là tôi quăng mấy đứa ra đường. Có xảy ra gì các ông gánh hết nghe. Lời dọa cục cằn của cha, ông trưởng thôn lồng rồng bỏ về. Đi đến nửa sân vẫn lùng bùng trong miệng. Tao chống mắt xem mấy hôm là bao lâu. Dẫu thắng được ông ta, nhưng qua khe cửa, tôi vẫn thấy trong mắt cha cồn lên sự căm hận. Chiều bị đòn nhiều hơn và cũng đau hơn. Mỗi lần vung roi, cha đều dằn giọng: mẹ mày không về sớm, tao chôn sống chị em mày luôn. Liệu mà cắp quần cắp áo xéo đi cho khuất mắt tao. Vì những trận đòn mà Chiều sinh ra cục tính, thằng bé gây gổ với trẻ con trong xóm như cơm bữa, khiến mỗi lần nó lếch thích trở về, tóc tai đã rối như tổ cô và mặt loang lổ vết xước. Một chiều, tôi ôm thúng đi cắt rau muống ngoài ruộng về cho đàn lợn, Chiều léo đẽo theo sau. Nhưng khi biết đằng xa có ba thằng con trai khác đang có ý chắn đường, Chiều liền chạy vụt lên phía trước. Mẹ mày đi đâu rồi? Chiều đi. Chúng mày đếch con biết, đoán được sự châm chọc, Chiều thở rắn nắm đấm. Mẹ mày theo trai bỏ chị em mày rồi. Vừa nói dứt câu, chúng cười ha hà, chạy đi mỗi đứa một ngả, chưa gọi với theo. Tao sẽ cho chúng mày như đòn. Chiều bất lực, chốc lát nước mắt chảy ròng ròng. Sao chị không nói gì? Nhưng sự bình thản và ơ hở của tôi đã vô tình đẩy Chiều xuống vực đáy của nỗi ức quả. Chiều gào lên trong tiếng nấc: chị không phải con của mẹ. Rồi thằng bé buộc chạy đi, cái bóng nhỏ gầy liêu xiêu giữa nhập nhoạng nắng chiều. Tôi cũng muốn nói gì đó, quá muốn hét lên: sao mẹ nỡ theo trai bỏ lại thằng Chiều tội nghiệp thế mẹ ơi. Chiều trở nên lầm lì hơn, thằng bé ít nói, ít cười và không bao giờ còn hỏi tôi về mẹ nữa. Nó cũng thôi nhìn dì Liên bằng những tia lừa. Có cái quần rách, đựng nó lén lút, dì Liên ở sau giếng, đặt chúng lên đầu giường dì cùng với cây kim, cuộn chỉ. Tôi thấy dì Liên tủm tỉm cười, vá xong quần cho Chiều, dì cũng lặng thầm đặt vào chỗ nó nằm. Cứ thế, dì và Chiều lén lút như gửi thư tình cho nhau. 5 năm trôi qua, Chiều 15 tuổi, tôi thì 17. Hai chị em tôi lớn lên giữa những đau thương và mất mát, giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng khác nhau ở chỗ, với Chiều, quá khứ rực rỡ và đẹp đẽ, hiện tại nghèo nát và xác xơ. Còn tôi, sự ấm áp của dì Liên bao năm đã xoa dịu những nỗi buồn khuất nẻo trong tuổi thơ tôi. Cha dần chấp nhận sự tồn tại của chị em tôi. Cha chưa lần nào đuổi chị em tôi đi như những lời dọa nạt cha nói trong cơn say. Những trận đòn không ngăn được bước chân của Chiều lóc cóc theo cha. Và nó không có nhiều chuyện để ríu rít với cha như 5 năm trước. Mỗi lần vác chải qua vai, tráng giọng sách giỏ treo. Mùa đông năm ấy là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, khi trong căn nhà ít tiếng nói, tiếng cười đã bắt đầu le lói vài đống lửa ấm áp. Cha chịu ngồi chung với chị em tôi để húp xìu sụp vá cháo khoai mà dì Liên nấu. Dì ngồi nhìn cha ăn ngon lành như một đứa trẻ. Những u buồn trong đôi mắt dì dường như cũng tan đi. Cha đã vơi cộc cằn, quát mắng và không dùng đòn roi với Chiều nữa. Cha chủ động gọi nó theo cha trong những lần đi bắt ếch đêm, mưa đi thổ lúa chặt cây. Cha không đánh tôi, chưa lần nào gọi tên tôi, và góp nhặt trong 5 năm chỉ những câu nhát gừng: là đấy túi nhỏ, khoảng thời gian đẹp đẽ bao giờ cũng thật ngắn ngủi. Cuối đông, bệnh viêm phổi của cha được phát hiện quá muộn và đã đến giai đoạn mãn tính. Bệnh viện trả cha về với lý do cha ở lại thì họ không giúp ích gì được thêm. Điều trị bằng thuốc men tại nhà sẽ đỡ tiền viện phí. Là họ nói như vậy, chứ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của dì Liên, tôi và Chiều đương nhiên hiểu, trở về là chờ chết. Những con vi khuẩn đang ngày đêm gặm nhấm lá phổi của cha thành mòn, hạt vặn hình thù kỳ dị. Cha thở mỗi lúc một khó nhọc hơn. Mỗi ngày, Chiều ngồi kế bên bóp chân cho cha và không ngừng kể cho cha nghe những nơi đã bắt. Đầu tập quăng chải, kéo vó, con cảm nhận được con cá lúc nhúc trong chải. Nhưng mà kéo lên đến bờ chẳng còn con nào nữa. Sao vậy cha?
Triều cố tình hỏi, chỉ để nghe cha nói về sự chậm rãi, khẽ khàng khi cáo chài dạt vào bờ và sự dứt khoát khi đưa chài lên. Tôi ngồi ngoài thềm nghe tiếng thở khò khè của cha. Tôi xót lòng. Triều để cho nghỉ. Triều đứng dậy, lặng lặng ra sân vác vó ra ao rồi đứng tần ngần ở đó hồi lâu. Dì Liên bê chậu nước ấm vào và cầm theo cái khăn trên tay. Dì gọi tôi vào phụ giúp dì lau người cho cha. Đoạn dì cởi áo cho cha, rồi dì lật nghiêng người cha để trơ ra thân thể rám nắng. Tôi giận mình, tim đập từng hồi ráo riết. Dì tỉ mỉ lau con rắn ấy, vết sẹo dài bên mé đùi phải của cha. Tôi bật xác lao đi. Một nỗi sợ hãi choáng lấy tâm trí. Tôi tưởng tượng ngày ấy chập chờn hiện ra, chính là cha, người đàn ông đã ghì chặt lấy mẹ tôi mà cấu xé. Nước mắt tôi ròng ròng, mũi tôi cay sộc lên bởi thứ mùi ký ức. Cha tôi mất trong một chiều mưa lê thê giả dích, sau 10 ngày từ bệnh viện trở về. Ngày đưa tiễn cha, dì Liên và cả Triều đều khóc cạn nước mắt. Giá như tôi không gặp lại vết sẹo dài, những ý nghĩ đã không chen lấn, giằng xé ruột gan và vắt kiệt tâm trí tôi. Tôi có thể gào khóc như Triều và hòa chung vào nỗi buồn đau mất mát với dì Liên, nhưng giọt nước mắt cứ ứa ra, tôi thấy mình vẫn trơ lì như khúc gỗ. Dì Liên ngồi hồi ở giường chỗ cha tôi nằm mấy ngày trước, tôi ngồi trên ghế băng dài, đưa mắt nhìn vô định, còn Triều ngồi lặng ở sân, hướng mắt trông ra bờ ao, để mường tượng khung cảnh cha đứng kéo cá ở đó ngày nào. Những buổi sáng, cha con thường đưa cho dì ít tiền và dặn, đi chợ thì mua cho hai đứa nhỏ cái bánh. Cha con cũng chẳng quên để lại những con cá rô đồng đang hấp, đi lúc qua bếp, hình như là con Hằng, nó thích ăn cá rô rán đấy. Trước khi chết, ông ấy nói với dì, nhờ hai con mà ông ấy được sống như một con người. Những lời dì Liên nói làm đôi vai tôi chùn chĩnh quá, cha đã giấu đi những thương yêu trong cái vỏ cộc cằn khô khốc. Chắc Triều cũng như tôi, chưa bao giờ nhận ra điều đó. Giá như lúc này tôi có thể dũng cảm nói với dì rằng mỗi lần thấy cha đánh Triều, mà con thèm. Hai chị em tôi chẳng ai nhìn vào đôi mắt của dì Liên để nghe dì bộc bạch. Những khuôn mặt buồn chạm vào nhau lúc này chỉ khiến lòng càng thêm se sắt. Đến bây giờ, ông ấy vẫn yêu mẹ con. Dì Liên như mở dần cánh cửa tăm tối trong lòng tôi. Giữa mỗi câu của dì đều chứa những bí mật như chiếc gai nhọn sắt. Sự hằn học và cộc cằn của cha là có nguyên cớ, bởi trái tim của mẹ thuộc về nơi khác. Sự điên cuồng cấu xé kia cũng là cách cha phơi ra nỗi đau và sự bất lực của đời mình. Tôi chạy tới ôm lấy cổ dì Liên và òa khóc nức nở, vì thương cha, vì những điều đã tỏ. Vài ngày sau đó, khi tôi và Triều về, thấy chiếc ô tô đen bóng loáng đang đậu ở cổng và dì Liên ngồi thừ trên chiếc ghế băng dài trong nhà. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng người phụ nữ bên trong, và không ai khác, mẹ tôi. Trong chiếc váy hoa lòe loẹt và khuôn mặt bóng nhẫy, đon đã chạy ra hai tay dang rộng ôm lấy tôi và Triều. Hai đứa đã lớn thế này rồi cơ à? Mà suýt nữa thì không nhận ra Triều. Chắc cũng ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, nên nó ngoảnh mặt quay ra hướng khác. Chị cho tôi xin lại hai đứa con. Mẹ nói với dì Liên nhẹ bẫng, không gợn chút cảm xúc nào về 5 năm xa cách. Nhưng tôi nhận ra ở đó có một sự ngạo nghễ và thách thức mẹ dành cho dì Liên. Mẹ đi xin lại hai đứa con, như thể mẹ vô tình đánh rơi chúng tôi ở đoạn đường nào đó, nhiều lần cố công tìm hoài tìm mãi mịt. Khi tôi đang như khúc gỗ trôi sông, Triều dứt ra khỏi vòng tay của mẹ, lao đến ôm chặt lấy dì Liên. Tôi không đi đâu cả. Ánh mắt sắc lẹm của Triều khiến mẹ nghẹt ra mấy giây. Chắc mẹ cũng không tin thằng bé dễ thương nũng nịu trong vạt áo của mẹ giờ nào đã trở nên hỗn hào, lạnh lùng như thế. Mẹ quay lại nhìn tôi, vì hy vọng duy nhất để mẹ cứu vãn sự kiêu hãnh và ngạo mạn của mình. Nhưng bắt gặp cái nhìn giáo hoàng của tôi, mẹ buông dần tay xuống. Ở đây xem cả đời có ngóc đầu lên được không? Mẹ dặn từng bước, tiếng gót giày lộp cộp nện mạnh xuống nền gạch. Chiếc ô tô chở mẹ đi, bụi tung mù mịt. Dì Liên đặt tay lên vai tôi, giọng buồn mơ màng. Vào nhà thôi con.